Thùy Tiên thắng phiên tòa phúc thẩm nhưng chị gái hoa hậu Đặng Thu Thảo thông báo tiếp tục gửi đơn kiện lên cấp cao hơn, quyết đòi số tiền đã cho mượn. Cái lời mà của cái phiên tòa lần trước, lúc mà sơ thẩm vừa xong á, thì mình nói là sẽ còn phúc thẩm với lại giám đốc thẩm, nhưng mà Trang sẽ không dừng lại ở phúc thẩm nên mình tiếp tục ở giám đốc thẩm. Trang thấy là tốn có 300.000 thôi, tại sao mà mình không làm tới cùng chứ? Khẳng định tiền đối với mình không cần thiết, quan trọng là để Thùy Tiên tổn thất thật nhiều tiền. Tiếp tục như vậy nữa thì mình phải chịu thôi. Nên thành ra là mình cũng không có phải là ấy. Tại vì đi đến với vụ kiện này mình đã từng nói, em bạn cũng sẽ thấy một cái tài tết của mình như thế này. Trang có thể mất 1,5 tỷ, nhưng mà Trang sẽ khiến bên kia mất nhiều tiền hơn. Chiều ngày 14 tháng 11, phiên tòa phúc thẩm vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay và tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Đặng Thị Thùy Trang và bị đơn là Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Theo đó, cơ quan chức năng cho rằng bà Trang không đứng tên trên hợp đồng vay tài sản nên không có quyền đòi tài sản. Hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo của bà Trang, tuyên y án sơ thẩm, kết quả ngay lập tức có hiệu lực, đồng nghĩa với việc Hoa hậu Thùy Tiên chính thức thắng kiện. Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, tòa nhận định không có căn cứ xem xét nên không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn. Sau khi thông tin Hoa hậu Thùy Tiên thắng kiện, người hâm mộ của nàng hậu không khỏi vui mừng cho cô sau thời gian dài mệt mỏi vì vụ kiện này đeo đuổi quá dai dẳng. Sau khi kết thúc phiên tòa, bà Trang đã phát sóng một buổi livestream để lên tiếng về vấn đề này. Theo đó, bà Trang thông báo mình sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện này đến cùng. Bà sẽ tiếp tục gửi đơn đến cấp cao hơn là giám đốc thẩm quyết đòi bằng được số tiền 1,5 tỷ đồng từ người đẹp sinh năm 1998. Bà cho biết bản thân mình có bất lợi về mặt truyền thông nên không muốn rầm rộ quá nhiều. Điều bà mong muốn chỉ lấy lại số tiền mà mình đã cho người này vay. Mục đích bà Trang theo đuổi vụ kiện là mong muốn phía Thùy Tiên phải tốn thật nhiều tiền. Trang có thể mất 1,5 tỷ nhưng mà Trang sẽ khiến bên kia mất nhiều tiền hơn. Lời khẳng định chắc nịch này của bà Trang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sự việc bắt đầu nổ ra khi đoạn video Thùy Tiên xé giấy nợ được lan truyền trên các diễn đàn mạng xã hội giữa lúc người đẹp này chuẩn bị bay sang Thái Lan tham dự cuộc thi Miss Grand International 2021. Bà Trang cho biết năm 2017, Hoa hậu Thùy Tiên đề nghị vay 1,5 tỷ đồng để thi Hoa khôi Nam Bộ. Cô từng viết giấy vay tiền, cam kết trả sau khi thắng giải. Tuy nhiên, sau khi giành vương miện, Thùy Tiên không trả tiền như đã hứa từ trước. Bà Trang cho rằng tháng 4 năm 2019, Thùy Tiên hẹn vợ chồng bà ra quán cà phê ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để trả tiền với điều kiện đưa ra bản gốc giấy vay nợ nhưng cô bất ngờ giật giấy và xé. Đây cũng là lúc đoạn video này ra đời. Trong phiên tòa, phía Thùy Tiên đặt thắc mắc về việc không nhận được tiền. Bà Trang cho rằng mình đã đưa tiền cho ban tổ chức cuộc thi. Nhưng khi Thùy Tiên đến hỏi ban tổ chức thì những người này cho biết mình không nhận được số tiền nào. Do đó, nàng hậu không đồng ý trả tiền. Hoa hậu Thùy Tiên sau đó cũng đã có những chia sẻ liên quan đến những ồn ào xảy ra với mình suốt thời gian qua. Nàng hậu cho biết mình và công ty chủ quản đã và đang nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để lấy lại công bằng, danh dự và uy tín của người đẹp đã bị ảnh hưởng suốt thời gian qua. Người hâm mộ của Thùy Tiên đã nhẹ nhõm phần nào khi thần tượng của mình đã được pháp luật lấy lại công bằng sau thời gian dài mệt mỏi vì vụ kiện này. Suốt thời gian qua, nàng hậu tích cực hoạt động thiện nguyện, tặng khu vui chơi, tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn. Cô vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh hoa hậu của mình dù đã kết thúc nhiệm kỳ. Đây chính là điều giúp cô có được sự yêu mến của mọi người. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.